Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày mùng 3 tháng 10 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin phản pháo Bắc Kinh, Hà Nội 40 lần giao thiệp, lờ đi Ba Đình, Trung Quốc 28 tàu vào ao. Vâng, các bạn cũng đã chứng kiến trong thời gian vừa qua căng thẳng liên tục đối đầu giữa Việt Nam và Trung Quốc tại vùng Biển Đông và đặc biệt là khu vực bãi Tư Chính. Nhưng từ khi Trung Quốc đưa được tàu thứ tư vào trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì Việt Nam vẫn im lặng và dường như trước sức ép quốc tế cũng như sức ép trong nước, Việt Nam không thể nhẫn nhịn hơn nữa. Và ngày hôm nay chúng ta đã chứng kiến đúng sau 2 tuần kể từ khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố chủ quyền của họ tại bãi Tư Chính và các nơi khác ở Biển Đông thì Bộ Ngoại giao Việt Nam mới chính thức lên tiếng và phản bác lại điều này. Và hình ảnh mà chúng ta có thể xem trên bản tin ngày hôm nay tràn ngập tại trong nước, đây là Việt Nam cương quyết bảo vệ chủ quyền tại Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng Việt Nam cương quyết bảo vệ chủ quyền và các lợi ích hợp pháp của Việt Nam tại Biển Đông bằng các biện pháp luật pháp quốc tế cho phép. Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao hôm nay mùng 3 tháng 10, trả lời câu hỏi và đề nghị xác minh thông tin về hoạt động của nhóm tàu Hải Dương 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, theo các cơ quan chức năng Việt Nam, nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc lại tiếp tục mở rộng hoạt động tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam được xác lập phù hợp với các quyết định của Công ước Liên Hợp Quốc và Luật Biển năm 1982, viết tắt là UNCLOS, mà cả Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên. Việt Nam cương quyết phản đối hành động này và đã có giao thiệp với Trung Quốc. Một lần nữa, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay vi phạm, rút ngay nhóm tàu trên khỏi vùng biển của Việt Nam và không để tái diễn hành động vi phạm tương tự, người phát ngôn nói rõ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng khẳng định Việt Nam cương quyết bảo vệ chủ quyền và các quyền hợp pháp của Việt Nam tại Biển Đông bằng các biện pháp luật pháp quốc tế cho phép. Trước thông tin Ủy ban Chính pháp Trung Quốc thông báo triển khai giàn khoan Hải Dương 982 mới trên vùng biển sâu đến 3.000 mét ở vùng Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho hay các cơ quan chức năng Việt Nam đang theo dõi và xác minh thông tin này. Và nội dung thông cáo báo chí này đã được Hà Nội phát đi vào ngày hôm nay. Đây là một điều rất đặc biệt ngay sau Quốc khánh Trung Quốc và các bạn có thể chứng kiến tiếp tục theo những cái thông tin tiếp theo. Và lập tức báo chí quốc tế cũng đăng tải và phản ứng này được đánh giá là quá chậm chạp, làm cho Việt Nam mất đi cơ hội biện minh trước quốc tế và người dân trong nước về thái độ của mình khi Trung Quốc liên tục leo thang xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở bãi Tư Chính. Và hình ảnh mà chúng tôi chia sẻ ngày hôm nay là hình ảnh mới nhất của chiếc tàu Hải Dương 8 cùng đội tàu hộ tống của Trung Quốc đang trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam do nhà nghiên cứu Phạm Thắng Nam đã đưa lên trang tweet của mình. Vào ngày 2 tháng 10, lúc 6 giờ 2 phút sáng, Hải Dương 8 gần như đã hoàn thành tuyến khảo sát lần thứ 2 của khu vực khảo sát mới thành lập của cuộc khảo sát lần thứ 4 này. Các tuyến khảo sát dài với chiều dài tới 330 km đến 334 km khá gần bờ biển Việt Nam. Các tuyến khảo sát sắp tới có thể sẽ ở gần Việt Nam hơn, có thể chỉ là 130 đến 140, thậm chí chỉ 100 km mà thôi. Và đấy là điều rất nguy hiểm và tai hại. Và nếu để gần lại thì các bạn cũng thấy rất rõ là chiếc hải trình của chiếc tàu thăm dò này đi rất sát vùng biển của Việt Nam và nằm giữa ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà ở Việt Nam và các lực lượng chấp pháp chưa làm gì được để có thể bảo vệ được chủ quyền của mình. Và điều này Việt Nam, các báo chí trong nước vẫn đang giấu giếm người dân Việt Nam, không đăng rõ những hải trình này của tàu Hải Dương 8 và sẽ rất nguy hiểm cho ngư dân Việt Nam khi họ ra đánh bắt ở gần những khu vực này và có thể gặp tàu Hải Dương 8 cũng như tàu hộ tống của Trung Quốc và sẽ bị đâm chìm nếu đi quá gần. Và trước đó hôm 28 tháng 9, tại phiên thảo luận cấp cao khóa 74 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, người dân Việt Nam và quốc tế rất trông đợi khi Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu trước thế giới về các vấn đề của mình, đặc biệt là căng thẳng leo thang trên Biển Đông với Trung Quốc. Nhưng cuối cùng thì ông Phạm Bình Minh đã không dám chỉ rõ nước nào gây căng thẳng này mà chỉ nói các bên liên quan mà thôi. Và hình ảnh rất rõ, các bạn có thể xem một số trang báo quốc tế đã ghi và cũng như một số báo trong nước đã đăng là Việt Nam đưa căng thẳng Biển Đông ra Liên Hợp Quốc nhưng mà tránh nói tên Trung Quốc. Và trong bài phát biểu dài khoảng 15 phút trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Bộ trưởng Phạm Bình Minh cũng chỉ nói chung chung như vậy mà thôi. Và điều này rất nguy hiểm cho Việt Nam trong thời gian tới khi đấu tranh với Trung Quốc và những nước trên thế giới không biết Việt Nam chỉ nước nào đang xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Và điều đó sẽ có lợi cho Trung Quốc trong việc họ tiếp tục xâm lấn chủ quyền Việt Nam. Và quả thật là như vậy. Và tất nhiên sau bài phát biểu đó thì không khí thất vọng đã thể hiện rất rõ và lan rộng trong cả nước, trong và ngoài nước. Và những bài báo
đã được đăng lên tại nước ngoài đã đặt dấu hỏi về vấn đề này. Đó là việc tại sao Việt Nam không nêu đích danh Trung Quốc trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Theo nhận định của giáo sư Thayer, chuyên gia phân tích các vấn đề về Việt Nam, giới lãnh đạo Hà Nội đã rất thận trọng trong việc ứng xử các vụ việc này. Giáo sư của Học viện Quốc phòng Hoàng gia Úc tại Đại học NSV cho rằng mặc dù Việt Nam đang tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế trong vụ tranh chấp với Trung Quốc, việc không chỉ đích danh Trung Quốc tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vì các bộ ngoại giao, bộ quốc phòng, bộ công an chia rẽ về việc Việt Nam nên theo đuổi chính sách ngoại giao nào để đáp trả Trung Quốc trong khi Bắc Kinh không muốn thay thế hay vị thế của họ bị chỉ trích trên trường quốc tế. Đây là chia sẻ của ông giáo sư Thayer mà trong nước cũng không đăng tải. Điều này các bạn nên tìm hiểu thêm ở một số trang báo quốc tế nước ngoài như Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Đài FIFA, Thời báo DE và một số trang báo độc lập khác. Nguyên nhân của việc thiếu sự thống nhất là do Việt Nam không có những lựa chọn tốt, theo giáo sư Thayer. Và ông cho rằng Trung Quốc hoàn toàn rõ ràng cho thấy họ muốn Rosneft Việt Nam ngừng khai thác dầu và Việt Nam không bay là đã phải ngừng lại với Resto trước đó khi mà Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam tại bãi Thứ Chính và đe dọa họ. Đây là điều mà rất nguy hiểm và chúng ta cũng có tiếp tục phải theo dõi và quan sát trong thời gian tới. Và thời điểm mà ông Phạm Bình Minh sang dự họp tại Liên Hợp Quốc thì Trung Quốc đã có động thái tạm thời rút tàu Hải Dương 8 cùng một số tàu hộ tống trở về đảo Đá Chữ Thập để làm công tác hậu cần. Nhưng ngay sau khi đoàn Việt Nam kết thúc các cuộc họp tại Liên Hợp Quốc và không thấy Việt Nam tuyên bố Trung Quốc là nước vi phạm chủ quyền của Việt Nam trước các nước trên thế giới, thì Trung Quốc lại tiếp tục cho tàu xông vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để thăm dò lần thứ tư. Và cái điều đó rất nguy hiểm đối với Việt Nam khi không nói rõ Trung Quốc là đất nước, là nước đang xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Và đại sứ đương nhiệm của Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Châu Xanh tiết lộ trong lần trả lời phỏng vấn nhật báo Hindustan Times của Ấn Độ như sau. Đây là hình ảnh các bạn có thể xem. Việt Nam sẽ nêu tình hình Biển Đông trong đối thoại an ninh Ấn Độ. Đây là hình ảnh của đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Xanh Châu trả lời phỏng vấn báo nhật báo Hindustan Times của Ấn Độ. Ngày 3 tháng 10, nhật báo Hindustan Times của Ấn Độ đăng đoạn video phỏng vấn đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Xanh Châu, trong đó nói về việc ưu tiên của Việt Nam trong mối quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ và sự hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực từ an ninh quốc phòng tới thương mại. Trong cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về những quan ngại liên quan đến hoạt động của tàu Trung Quốc ở Biển Đông, đại sứ Phạm Xanh Châu cho biết từ tháng 7, các tàu Trung Quốc đã 4 lần xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam với khoảng 28 tàu. Vụ xâm phạm mới nhất bắt đầu vào ngày 30 tháng 9 và vẫn đang tiếp tục, dù Việt Nam đã 40 lần trình bày vấn đề này với Trung Quốc qua các kênh ngoại giao kể từ khi vụ xâm phạm đầu tiên cách đây 3 tháng. Và đây là xác nhận của ông đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ về việc Trung Quốc đã đưa đến 28 tàu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cũng như Việt Nam đã 40 lần trình bày kế hoạch này và phản đối Trung Quốc về việc này, nhưng gần như là không có tác dụng và không có giá trị gì với Trung Quốc, cho nên họ vẫn tiếp tục thăm dò trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và chúng ta cũng chứng kiến người đứng đầu đất nước là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đúng 3 tháng nay kể từ ngày đầu tháng 7 năm 2019 khi Trung Quốc bắt đầu cho tàu Hải Dương 8 và đậu tàu hộ tống vào thăm dò tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Ông hoàn toàn im lặng và chỉ lo xây dựng đảng cũng như tiếp đón những người đứng đầu của một vài nước độc tài khác. Đây là một câu hỏi lớn cho toàn đảng, toàn dân về trách nhiệm trước an nguy đất nước của người đại diện già nua này. Và hình ảnh mà các bạn có thể thấy rất rõ trên trang báo của Việt Nam đã vô cùng mừng rỡ đăng tải hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đang tiếp Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Lào. Đây là hình ảnh xuất hiện gần đây nhất của ông vào ngày 1 tháng 10 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Lào sang thăm chính thức Việt Nam và hai ông đã bắt tay rất thắm thiết. Nhưng trong toàn bộ cái thời gian đó, phía Lào cũng không hề có bất cứ một thông tin nào để ủng hộ Việt Nam khi Trung Quốc xâm phạm chủ quyền tại vùng bãi Thứ Chính cũng như vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đây là điều rất đặc biệt của những người đồng chí của Việt Nam. Và ông Nguyễn Phú Trọng đã trên 75 tuổi, cường độ làm việc lại nhiều và trình độ nhận thức quốc tế rất yếu. Ông không biết ngoại ngữ và cũng chưa từng được học về kinh tế thị trường, nên đây là một rủi ro rất cao cho trên 90 triệu người dân Việt Nam. Và trước đó chúng ta cũng đã chứng kiến và biết được ông Nguyễn Phú Trọng đã từng học ở Liên Xô. Và đây chính là hình ảnh nơi ông Nguyễn Phú Trọng đã học tại Liên Xô trước đây mà chúng tôi xin giới thiệu với các bạn. Đây là tòa nhà
Tháng 9 năm 1981, ông Nguyễn Phú Trọng được cử sang Liên Xô làm nghiên cứu sinh và thảo luận bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ khoa học chính trị tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô cho đến tháng 8 năm 1983, tức là tổng cộng có 23 tháng mà thôi. Nhưng theo điều tra của chúng tôi được biết thì với luận án phó tiến sĩ thì ông Nguyễn Phú Trọng bắt buộc phải học 36 tháng. Thì như vậy với 23 tháng đã tốt nghiệp thì đây là một câu hỏi cũng rất lớn về vấn đề bằng cấp của ông, mặc dù chỉ là bằng của Liên Xô cấp của chế độ xã hội chủ nghĩa, của chủ nghĩa cộng sản, nhưng cũng chưa chắc đã đầy đủ. Và luận văn của ông viết về chủ đề xây dựng đảng có nhan đề các hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm tăng cường quan hệ với quần chúng trong giai đoạn hiện nay dựa trên kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Liên Xô. Và đây là hình ảnh tòa nhà ông Nguyễn Phú Trọng đã học ở đây 23 tháng. Và hiện nay các bạn cũng đã biết thể chế chủ nghĩa cộng sản ở Liên Xô đã sụp đổ từ rất lâu, và ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay vẫn áp dụng những cái điều đã học được từ cái thể chế mà người ta không dùng nữa vào trong hoạt động kinh tế, hoạt động điều hành đảng cũng như nhà nước tại Việt Nam. Và điều này rất bất lợi cho Việt Nam khi hội nhập với quốc tế và vẫn sử dụng những hệ thống lỗi thời và không còn phù hợp nữa. Trung Quốc có lẽ đã biết rất rõ điểm yếu này của những người đứng đầu của đảng và nhà nước Việt Nam. Mặc dù họ không hề được dân bầu, nhưng với khả năng nhận thức kém đó thì lại là một thuận lợi cho sự bành trướng bá quyền của Trung Quốc. Vì với những nhận thức không đầy đủ thì rõ ràng sẽ làm cho Việt Nam ngày càng yếu đi trước quốc tế và trên thế giới. Và tất nhiên Trung Quốc sẽ tận dụng cơ hội này cùng mạng lưới gián điệp đã được cài cắm rất lâu trong hàng ngũ lãnh đạo của Việt Nam, điều mà tướng Trương Lăng Long đã tiết lộ trước đây, để thao túng chính trường Việt Nam và làm sao cho chính sách của Việt Nam có lợi nhất cho họ, cũng như họ sẽ bành trướng và thâu tóm được những chủ quyền biển đảo cũng như khu vực mà Việt Nam hiện nay chưa thể bảo vệ được. Đây là hình ảnh rất rõ ràng mà các bạn cũng thể thấy một cái minh chứng là việc xét xử cựu công an tội gián điệp dọa bán tài liệu mật cho nước ngoài, trốn qua Campuchia đánh bạc và thua sạch túi. Nguyễn Hoàng Dương dọa bán tài liệu mật của Bộ Công an cho Đại sứ quán Trung Quốc và các tổ chức khác, cá nhân nước ngoài để ép cấp trên chuyển tiền đánh bạc tiếp. Thì các bạn thấy rất rõ là việc mà âm mưu của họ bán cho Sứ quán Trung Quốc tại Campuchia, và có nghĩa là Trung Quốc hiện nay cũng thu mua rất nhiều những tài liệu này. Và đây là một trong những vụ án mà bị phát hiện trong thời gian gần đây, còn những cái vụ án khác mà chúng ta chưa tìm thấy hoặc không thể phát hiện được. Và biện pháp duy nhất mà Việt Nam có thể làm trong lúc này để bảo vệ chủ quyền đất nước đang lâm nguy trước Trung Quốc là đưa những người quá già yếu như ông Nguyễn Phú Trọng về hưu, đoạn tuyệt với chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội, tổ chức bầu cử tự do cho trên 90 triệu người dân Việt Nam và gia nhập liên minh kinh tế quân sự với Mỹ và châu Âu, thì sẽ đủ sức mạnh để kìm chế tham vọng bành trướng bá quyền của Bắc Kinh tại Việt Nam và trên thế giới. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ năm, ngày 3 tháng 10 năm 2019. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận để chúng tôi có thể phục vụ được các bạn trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn, Trung Khoa từ Berlin.